đống đồ của dì luôn mà. Dạ. Thấy một đống đồ của bà chắc chắc gì mới nói là đống đồ nè chú. Dì không nguy tan cái nào để nguyên vậy cho người ta mới chụp hình chứ. Dạ. Rồi đó nè, đống đồ nè, bà nói giao đó gì là con thấy ai thiếu ai. Dạ. Bán hàng rong. Chợ lẻ ha. Dạ. Đẩy như chiếc xích lô. Dạ. Cũng như xích lô rồi bác hay xe đẩy mà còn dạ. Sao mà đi so với những người mà tao ngồi tao bán thí dụ không nhiều. Nhưng mà dạ, hồi nãy thì em cũng có hỏi mẹ của bạn gái anh á, là Giang á, thì qua chia sẻ của cô thì em cũng xin phép hỏi anh là cái câu chuyện mà cái ngày sự việc đó anh xảy ra đó, thì anh cũng có gặp chị Trang và anh cũng có khuyên chị Trang là cũng không đi với người lạ đó, đúng không ạ? Dạ. Anh có thể giới thiệu tên của anh cho khán giả được biết không ạ? Tên Hậu. Tên Hậu ha. Dạ. Là khi mà sự việc xảy ra với anh thì anh cũng có đi tìm kiếm chị Trang phải không, khi đi với người lạ đó? Dạ. Và anh có thể kể lại đầu đuôi sự việc cho quý khán giả nghe và được biết hiểu thêm câu chuyện của Trang khi xảy ra không anh? Thì sáng hôm đó là có bà kia bà lại nó mua đồ, bà đặt đồ á. Dạ. Rồi bà đóng, bà kêu đóng đồ rồi giao xuống xe với bãi công. Lúc đóng đồ xong đó, thì lúc đó là em đi về rồi. Rồi còn Trang với mẹ Trang ở lại. Dạ. Rồi cái lúc đó thì bà lại nó kêu Trang chở bà xuống bãi công. Dạ. Coi xe đặng hồi giao đồ ra mé sông hả? Đúng rồi. Dạ. Ở dưới mé sông. Dạ. Rồi xuống đó rồi bỏ xác Trang. Dạ. Là đi chỗ khác hay là đi xuống mé sông anh? Đi xuống đường ở dưới mé sông. Dạ. Xuống bãi công. Dạ. Là từ cái chỗ mà cái vựa mình đó đi xuống cái chỗ bờ sông đó là xa không anh, cách xa không? Cũng gần. Cũng gần. Dạ. Rồi anh tới anh sau đó anh đi về xong anh đi qua mới kiếm Trang mới dạ. Tìm hay sao? Em về em có điện thoại cho Trang, điện mấy cú đầu được thì mấy cú sau không điện không được. Dạ. Yeah. Trang có nói với anh là đi theo người phụ nữ đó không hay là sao anh mới dạy qua? Có ha. Trang có nói là đi xuống coi xe đang hồi giao đồ ra. Dạ. Yeah. Đi chung với bà đó. Lúc đó anh nói vậy đó rồi chị Trang nói vậy anh có nghi ngờ gì không? Người phụ nữ đó không rồi anh mới chạy ra, điện không được anh chạy ra. Lúc đó vậy không, cũng không có nghi ngờ gì. Nhưng mà không có xích mích gì ha. Dạ. Tao không có xích mích nữa. Bởi vì dạ. Đâu có đường đâu mà. Rồi bao lâu điện không được thì mới chạy ra để kiếm chị Trang. Thì em đang nói chuyện gì đó cái nó tắt ngang. À đang nói chuyện cái tắt ngang. À vậy là lúc đó cái camera là chị Trang đang nói chuyện hội danh phải không? Trên camera đó. Có thể là đang nói chuyện hội anh đó rồi sau người phụ nữ đó ập tới đó. Không không, nó lúc nói chuyện xong á rồi nó tắt thì em điện lại thì không được. À. Sợ là cái lúc đó đó trong camera đang nói chuyện điện thoại đó. Dạ. Dạ. À. Dạ. Bởi vì xảy ra cũng không, mình không nghĩ tới, không lường trước được. Dạ. Chứ nói Trang thiếu nợ bả là chuyện không có. Dạ. Là cái chuyện mà thiếu là không có ha. Không. Dạ. Chưa thiếu ai. Dạ. Thì bữa nay tụi em đi đến là cũng muốn đính chính cho khán giả hiểu về cái câu chuyện là gia đình mình có phải là thiếu nợ giống như mà đã đưa tin không đó. Dạ. Vậy là có thể là tin đồn trong cái nhà của đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Tại bình thường là bả lấy đồ bả mua đồ của Trang mà không dạ. Thế nào mà Trang thiếu bả được. Dạ. Bả thiếu thiếu câu nè. Bả là bà như bạn hàng vậy mà. Ví dụ yeah. Lại mua thiếu mà không thiếu gì, ví dụ thiếu 1 năm 1 ký là nó thôi yeah. Chứ còn bà con đây chứ anh với bà. Dạ. Yeah. Có điểm vàng đó mà không à. Nổi á, yeah. Đeo bộ vòng xung quanh bên đó. Dạ. Bà thủ sẵn đồ, bà mới nổi là bà đi lưu, ví dụ nhiều ít thì bà mất mình trước, mất từ trước mà tôi giàu rồi. Dạ. Dạ. Bởi vậy cũng thật sự là chuyện rất là buồn hay gì vậy. Còn mình hiểu sao cái tình huống mà tự nhiên cái chị Trang đi theo bả luôn hay không hiểu luôn. Tại dạ. Ngày, tại hồi đó giờ bả mua đồ nó cũng lâu rồi á. Thì mình nó không có nghĩ gì. Dạ. Nó tính đâu là bả nói thiệt là xuống coi xe thiệt vậy đó. À. Thì nó mới đi theo bả. Thì không ngờ tới ha, mình cũng thấy quen biết rồi mua đồ rồi. Vậy giao đồ, à. Coi xe để giao đồ. À. Ở chợ là cũng như là có xe tải anh giao đồ ra. Dạ. Đi lấy tiền trước rồi giao đồ sao? Dạ. Ai là đi lấy tiền trước, bà lấy tiền trước. Lúc trước là anh nghe anh làm là không có chung chung dựa với chỗ Trang phải không? Rồi sau này mới qua mới làm chung phải không? Dạ. Dạ. Cũng bán chung sạp với cô nhưng mà bán cái loại khác nhau ha. Mẹ với con. À. Mẹ với con bán chung nhưng mà cho nó bán riêng. Bán riêng. Bán riêng được coi ai biết làm lỗ chứ dạ. Ai nắm trong vô rồi dạ. Nó cho để mới nó biết lo dạ. Dạ. À, nghe Trang là cũng dự định là sắp tới là để đám cưới gì đó không ạ? Tính là sang năm á. Sang năm ha. À sang năm. Sang năm dạ. Đám cưới cho hai đứa này. Dạ.
và nghe nói sự việc xảy ra thì anh lên đồn á, có gặp bả đó, anh cũng muốn là lao vào với bả hôn. Dạ dạ cũng bức xúc mà, dạ đang bức xúc. Dạ mà nói thiệt gì cũng nghèo chứ không có giàu có gì, mới bán được có một năm mấy nay thôi. Dạ. Là thấy cũng được được, nó sẵn là mới hơi thở được á. Dạ. Cái gì nói thiệt, giữa hồi xưa là gì đã mắc nợ mà gì khổ mà. Dạ. Gì khổ gì mới lên chảnh gì bán trước, con gái. Dạ. Gì mới bán sau này. Dạ. Mới lên theo sau hay sao cô? Hả? Mới lên theo sau hay lên sao? Nó hai mấy năm chứ nhiều, 2-3 năm mà, còn gì bán 60 năm rồi gì. Dạ. Rồi gì bán mà gì cũng có dư, có sao nó vậy, bán hoài có dư nhờ có nó, cũng như. Dạ. Là nó có cái đầu óc, có đầu óc minh mẫn. Dạ. Nó mua đồ cho gì đồ ngon, còn người ta giao về là toàn đồ hư mà. Dạ. Rồi nó có cái đầu óc minh mẫn nó mới mua đồ á, là nó mua chỗ này không được thì mua chỗ kia, tại vì nó đâu có thiếu nợ ai đâu mà phải đầu lị. Nó mới nói với gì á, mẹ không thiếu nợ ai thì mẹ cứ mua chỗ này không được mẹ mua chỗ khác. Dạ. Chứ mẹ đừng có buộc vô một chỗ hoài người ta đưa đồ xuống cho mẹ không. Dạ. Nên từ chỗ đó con thấy mẹ bán không có một cách nào lời hết á. Dạ. Nó mới chịu không nổi, nó mới bán chung nó không. Ủa con bán riêng, mẹ bán riêng, ví dụ con phụ được cái phụ, chứ mẹ không bán chung, mà con mua gì giùm mẹ thôi chứ không bán chung. Đó thì nó sẽ có sao nó vậy. Dạ. Là nó thẳng là nhờ có nó thì mới có hơi thở được thôi. À, mới khỏe được mới ha. Khỏe. Dạ. hơi thở thôi chứ chưa có thở mạnh nha. Dạ. Cũng thở nhẹ nhẹ nhưng mà bây giờ nó đi rồi chắc có thể mình thở không nổi, tại. Dạ. Già hai chồng già nuôi đứa con bệnh, đứa làm con sao mà thở nổi. Người con mà có người gái là thấy hầu như là kế bên con ha. Ờ, thằng kia thì đi bằng xa rồi. Dạ. Có gia đình chưa con? Thằng kia giờ có gia đình rồi. Dạ. Chỉ có trụ cột như là chị trụ cột phụ con, mà trong khi nó nuôi là nó nuôi em, nó bệnh phụ. Trời. Giờ chồng thì nó con thấy ông chồng bây giờ đi nè yếu xìu, có mạnh mẽ gì đâu. Ổng. Yeah. Yeah. Giờ lớn tuổi rồi, bệnh đau lưng hoài. Yeah. Thì gặp gì vậy nữa, gì cũng đâu có tốt đẹp gì đâu, gì cũng đau lưng nữa mà mỗi cổ nữa. Yeah. Đủ thứ đó, bây giờ nó làm vậy là cũng như đời gì cũng đi tan nát mẹ rồi, có. Yeah. Ai đâu nữa. Vậy năm nay là bao nhiêu rồi? 59 rồi con. 59 yếu rồi, 59 giờ yếu hồi đó thì 59 mạnh cho con rồi giờ. Yếu rồi, giờ gì mạnh không nổi. Vì ngồi lâu đứng lên đâu có nổi. Yeah. Nhờ có nó mà nhờ nó không yếu rồi. Nhờ có nó con, không có nó gì cũng biết mà ăn sao. Dạ. Trang là khi nào an táng cô? Vì tính là ngày mai á. Ngày mai á. Là tại đất nhà luôn hay sao? Hả? Tại đất nhà luôn hay sao? Tại đất nhà này luôn hay sao? Mua chứ. Ở đâu? À. Cái giờ thì đất này là của nhà gì? Dạ. Yeah. Còn mua đất chôn nó thì mua. Là ở đâu con? Trần An Thạnh á. Ở An Thạnh á. Cách đây bao nhiêu xa con? An Thạnh đây nè, quẹo lên là tới An Thạnh. Dạ. Yeah, yeah. Mua đất luôn chứ đây mua cũng chứ. Đâu có nghèo quá đâu có đất đâu con. À trời ơi. Miếng đất này là cha cho rồi, ổng cho rồi ổng mất. Là cha ấy là cho mình. Nói chung mình cũng đi lên Thủ Đức để mình lập nghiệp. Đúng rồi. Nói thẳng là khổ quá trôi đi á. Dạ. Yeah. Khổ quá. Mình làm ăn được mấy năm nay rồi anh em ở nhà cho tiền cất nhà chứ không, nói thẳng có sao vậy. Bởi vậy trên báo á. Trên báo người ta nói là cô là chủ đầu mối. Chủ đầu mối giao. Không có giao đồ gãy. Là nói thẳng là mới hơi thở được. Dạ. Là sẵn là năm nay là nhờ vậy nó bán hơi nhiều chút, như cây đầu là bán ít. Dạ. Cái từ nó nổi lên là hơi thôi. Dạ. Mà mới hơi là nó đã làm lật xuống nữa rồi. Dạ. Bởi vậy. Con thấy quá trời. Chỉ cất cái nhà này là anh em vậy á. Cái bên này là đứa cho miếng cắt có sao nó vậy. Giờ tôi con không tin là chồng sớm này ta giúp đỡ như vậy. Dạ. Ta cho nó mà, người cho miếng đi. Tại vì có đứa con bẩm sinh rất là nghèo. Dạ. Sau này bắt đầu mấy đời vừa đi. Con bẩm sinh của mình là đứa gái Út là bao nhiêu tuổi con? 25 tuổi rồi, 25. Chị nó 27 tuổi. À, là nó 25 tuổi. Vậy là Trang 27 tuổi. Ồ, 27 tuổi. Thì sanh năm 97 là nhiêu, phải 27 không? Dạ. 27 tuổi. Là không tự sinh hoạt được hay sao cô? Hả? Đứa con Út á. Thì nó hoàn toàn, ví dụ nó ăn thì đút cơm. Dạ. Còn tắm rửa thì vì tắm vì làm hết, cái gì cũng vì làm cho nó. Dạ. Nhưng mà nó biết mà nó không làm được, cũng như biết hết nhưng mà không làm được cái gì hết. Dạ. Chỉ biết nghe và biết nói thôi mà không nói luôn, không có chuyện tới ai hết. Dạ. Chỉ ngồi vậy đó ăn. Bởi vì xót xa vậy lúc trước thì có chị hai đồ có non nhỏ đồ đỡ đầu cho mẹ giờ vậy khổ quá trời. Còn với hai chồng già này sao lo nổi con? Dạ bởi vậy hiện tại thì bây giờ bà con chồng sớm thì cũng đã đi đến thì rất là đông để chia buồn cùng gia đình với chị Trang. Dạ. Rồi cũng như là vàng thì nghe nó có rồi phải không hậu, nãy điện công an nó điện vàng có rồi phải không? Vàng với gì có rồi, nói sơ sơ nói vàng có rồi thôi nhưng mà tiền với điện thoại là chưa tìm được. Chưa hả? Dạ. Ừ. Số tiền bao nhiêu? Tại vì cô nói là gì còn chưa biết số tiền trong mà. Con gái gì bao nhiêu làm sao. Dạ. Mà đính chánh mình 15 triệu tại chồng. Dạ. Về đi đón thôi. Dạ. Ông thiếu ông bán nó chút xíu đi về rồi ông đóng đại. Về nhà gần đó không vậy? Nhà gần đó không? Nhà mình gần ở chỗ bán đó không? Cách xa không? Cũng xa, cũng khoảng là như đây ra chợ á. Dạ. Hẻm 10 Bình Phước á. Dạ.
Thì ở ngay đó đó. Dạ thân cảm ơn cô nhiều nha con. Dạ. Dì cũng cảm ơn tụi con đến đây để hỏi hỗ trợ giùm dì. Dạ, những dạ. Bính chánh về con gái dì. Phải lấy uy tín lại cho con gái dì là vì con gái dì không có thiếu nợ bả. Dạ. Vậy thôi. Thì bả mong vậy. Tại vì con gái dì chết đừng để bức xúc. Đừng để nó mang cái tai tiếng là nó đã thiếu nợ chứ chưa thiếu ai 1.000 nào. Ta con gái mà. Đúng mà nói người ta vậy ta cũng phải có. Dạ. Quê lên người đạo phước rồi người ta cũng đâu có nói được cái gì đúng đâu. Rồi với chết rồi cái bức xúc nó đã con đã khổ rồi còn chết đã khổ mà còn thêm cái mang tay mang tiếng nữa đâu có được. Vì phải như tụi con giúp về viện minh chính lại dành cho gì. Dạ. Vì cảm ơn tụi con nhiều. Dạ, bởi vậy. Mà vì cắt nghĩa tụi con nè. Thì đơn giản tụi con cũng vẫn nói được như thường. Ủa nếu mà cự cãi thiếu nợ thì phải gây lộn rồi nói hai ba câu tại chỗ bán mới đúng chứ. Rồi bắt đầu mới có chiến tranh. Còn cái này không có cây gà, không có đầu tiếng nào lại nói ngọt, nói chơi, nói tùm bán đi thôi. Dạ. Mà tự nhiên đi thôi rồi bắt đầu giờ nói người ta thiếu nợ. Dạ. Công an nào mà có nghe lời của bà. Vì cắt nghĩa là công an không bao giờ nghe lời bà. Dạ. Tại vì nói chính xác không bao giờ. Hiện tại là đưa trước là đưa thông tin của bà là lời khai của bà thôi. Bà với khai bóng đồ lúc mà dạ. Cái ông kia là cái ông công an nào á, công an nào không biết nha. Lại ghi gì là thấy đống đồ của gì luôn mà. Dạ. Thấy một đống đồ của bà chắc gì mới nói là đống đồ nè chú. Vì không quy tan cái nào để nguyên vậy cho người ta mới chụp hình chứ. Dạ. Rồi đó nè đống đồ nè, bà nói giao đó gì là con thấy ai thiếu ai. Dạ. Cũng hàng rong. Chờ lẻ ha. Dạ. Đẩy gì xích lô ha. Dạ. Cũng gì xích lô rồi bác hay xe đẩy mà còn dạ. Sao mà đi so với những người mà tao ngồi tao bán ví dụ không nhiều. Nhưng mà thấy cũng nghĩa là cũng như là của gì á với chị Trang á là bác sĩ lại. Ừ, đúng rồi còn bác bán lẻ. Cái mua lẻ. Mua lẻ bán lẻ kiếm lời. Mà lại cái người bán lẻ mày thiếu người bán sĩ. Dạ. Có người bán sĩ thiếu nợ người bán lẻ mày con có tin đâu. Dạ. Chỉ đơn giản. Đúng rồi. Dạ. Bà quýnh bà nói sẵn cho bà nói bà không suy nghĩ. Đúng rồi, giờ ta nhìn tấm hình không dám nhìn nữa mà. Mà cái tấm hình bà sao giờ chụp hồi nói thiệt gì có sao nói vậy. Dạ. Ở ngoài bà nhìn đâu có ác gì trời. Ở ngoài hiền hả cô? Ủa mà sao cho vô hình bà giống quỷ rồi bà thành quỷ lên nổi lên hay gì? À chứ là cô gặp là cũng thường là cũng bình thường hiền nói chuyện. Nếu mà gì bà có cái khuôn mặt nào là gì không giờ cho con gái gì đi dù cho có mua một năm gì cũng chưa cho nữa. Dạ, vậy là khác ở bên trong hình đó. Đúng rồi. Dạ. Như tự nhiên cái hồi bà thành bà phát hiện cái mình bà khác liền. Dạ. Thì nãy gì coi hình thì tá quả luôn á. Không phải là ra luôn ha. Ông ngoài bắt đầu có đánh đổi sao vô hình mà thấy ghê trời. Dạ. Thì con mới đưa rồi gì thấy sơ gì thấy ghê quá. Dạ. Đó. Chứ ở ngoài là mặt cũng hiền. Ở ngoài thì thấy như là nói rằng lúc nói chuyện với mình thì có nhân hậu. À. Dạ. Thì nó phải có cô hồn của chồng. Dạ. Vì chỉ nói vậy thôi. Rồi. Giống như mình lúc giữ lúc hiền vậy đó. Mình giữ thì nó khác mà hiền mà nó khác. Dạ. Chứ lúc nói chuyện mình khổ à. Chuyện nhân tính lắm. Nhân tính. Nhân tính mình mới chết đó. Dạ. Nên tụi con sau này tụi con có con có cái tụi con đừng có dùng nhân tính nói nó đừng có dùng những người mà nói ngọt với mình. À. Thì riêng tụi con như vậy luôn á. Không nên tin những người nói ngọt với đúng, mình. Càng ngọt lại càng tao nói chết gì mặt mà chết vui vậy đó. Dạ. Tụi con nhớ dạy tụi con như vậy. À, dạ, dạ. Riêng tụi con như vậy. Đây là cũng lời khuyên của cô đó. Đúng dạ, rồi. Dạ. Đối với những người mà khuyên mà nó càng nói ngọt. Con gái gì nó phải ngọt. Phải ngọt. Ai mà ngọt là nó chịu không nổi đúng ngọt đâu. Dạ. Thì nó phải ngọt lắm. Tin người dễ tin người á. Đúng rồi. Dạ. Nó thương. Cái miệng nó khi nó nói con nè, hai ba tiếng hơn lớn tiếng vậy chứ là con người nó khó chịu đó mà tại nó vẫn nói. Nó quen vậy đó nhưng mà nó rất là rộng rãi. Dạ. Rộng rãi. Đối với nó tiền bạc phù du không bao giờ quan tâm tới ai hết. Dạ. Vì nói thiệt nó nghèo thiệt nhưng mà nó không có coi tiền ra cái gì hết á. Trong nhà ai làm nó không quan tâm. Ồ mày bà có tiền thì quá trời bỗng cho tôi không có, không dòm tới tiền ai hết. Dạ. Làm mà. Theo người ta về ta bán ta tiền ta cất không có luôn để vậy đó ba không lấy mẹ không lấy nhiều lấy mà ai lấy nó, cũng nói là của nó của mình là của mình chứ không lấy của nó. Yeah. Ví dụ nãy mẹ mới lấy còn 200 nhưng đó nó cũng không nói tiếng nào nữa. Yeah. Nó đánh nó vậy đó chú nó dễ thương lắm ở đây ai cũng nói thiệt nghe nó chứ đây là cái đống rau củ mà đóng gói cho bả là còn ở đây là gì làm đám luôn hả con chứ sao rồi còn mới đây mượn ta bán giùm chứ đâu có ăn gì nổi. Yeah. Mấy trăm ký đồ luôn ha là vừa mặt là mấy ngày trước ha từ trước giờ mới đặt nhiều lần đó gì có đặt đâu đó gì mua đó đã còn gì nói là mua có 3-4 ký hả. Dạ. 5 ký là trở lại tự nhiên là hôm kia là đặt nhiều luôn vậy có bữa đó. Dạ, sao không hiểu nổi ha nên con nổi cháo gì á đưa cái mặt của bà ra nó cho cũng bằng quỷ này mà bán nhiêu đây mà. Dạ. Chưa thấy chiếc xe đẩy của bà đâu tôi có lên trển thấy rồi nè. Dạ. Nói cho mấy ông công an dân phòng bà nói bà bán đâu giao mình mới tin. Dạ. Còn rồi. Nếu mà bán thì mình đâu có tờ, mà bán thì mình tin liền, mình sợ liền. Dạ. Còn con này nó giao chắc này là một cái kế hoạch sắp đặt trước rồi, suy nghĩ, suy tính trước rồi. Tại bà có cái đầu mô với nó rồi, bà cố tình lấy tiền nó rồi. Dạ. Bà canh nó có tiền là bà lấy. Bà lợi mỗi ngày bà mua bà đi. Dạ. Mình đâu có biết. Bởi vậy.
nên tụi con sau này có con đừng có tin người. Ngọt tin người, ngọt ngào, càng ngọt ngào đúng mình là càng ngọt ngào nó sau lưng không hay. Dạ. Nhất là con gái, tụi con có con gái con phải đề phòng, con trai không sợ mà sợ con gái. Dạ. Gái nó phái là ngon ngọt. Bởi vậy dễ tin dễ dụ. Nên tụi con có con gái con dám bảo vệ nó, đừng để nó lật nữa là mình hối hận cả một cuộc đời. Bởi vậy. Vì nó thiệt ra, vì chưa dám coi camera luôn mà vì nghe chỉ kể là hình dung thôi đó. Dạ. Tới hiện giờ là cũng không dám coi. Chưa dám coi nữa, coi không có tinh thần đâu con ơi, tối gì ngủ không được đâu, vì mơ mơ mộng mộng hoài không coi đâu. Đôi khi mình gặp ai ngoài đường mà bị vậy đi mình cũng còn ngủ tối mình ngủ không được thì nó chính là đúng vậy. Con mình gia đình mình. Vì đi nè có thằng kia nó bị té ha. Vì la làng liền á. Dạ. Mà la làng cứu rồi ha, vì về thì mơ mơ hết một mớ rồi đó. Mình đấu đám hết trơn luôn. Chứ sao giờ không đóng được đồ nào, con thấy nồi sơ sơ khởi vậy là con biết đồ rồi. Dạ. Hồi trước giờ là cô nói là không bao giờ đặt nhiều vậy mà tự nhiên là mới đó mới đặt 100 ký. Cái này nè con biết đóng nhiêu không? Dạ. Bá ác ghê, ví dụ có đóng 20 đi cho người ta bán đi, ba đóng 50 ký. 50 ký. Cái này nè. Bữa đó đặt tới mấy trăm ký nè mà. Mấy trăm ký mà còn chưa tính là cái ớt là lạc, con biết ớt là lạc mà phải không? Dạ biết, dạ biết. 20 ký nữa vậy để bả bán nó mắc quá rồi gì không có đem về, phải tới 30-40 ngàn gửi bán giùm đó ha. Bả người ta bán giùm cho anh hết rồi. Dạ. Cái đầu mắc quá gì giờ bán giùm đó. Nấu đám ở đây, nấu ở đây luôn hả con? Dạ đúng rồi đó. Trời ơi. Nhà cũng khó khăn lắm ơi. Dạ. Dạ cái này là miếng này là nhà bên đây cho. Dạ. Bên nhà bên đây cho mình nương tựa. Dạ. Cho luôn cái đó. Dạ. Còn bên đây là cha mẹ anh em, cha mẹ cho. Còn bên đây cất nhà thì mấy người này cho anh em cái bên cho. Dòng đồng nói chung gì gia đình. Chồng sớm bẩm hộ một chút chút. Dạ. Đây có nghèo lắm. Đó cục nè con biết gì có số nghèo là gì con biết rồi đó. Dạ. Số nghèo 10 năm á. Đó bây giờ bữa nay được gì nữa rồi xong. Đời gì đã muốn tàn nó làm gì ăn. Dạ. Thì nuôi nhỏ bệnh rồi con vô con coi nhỏ bệnh không? Dạ. Có nghĩa là chị Trang này là hiện tại là cho chị là trụ cột chính trong gia đình luôn rồi đó. Ê, dẫn dẫn luôn ở đây cho chú quay luôn. Dạ dạ. Con thật sự để dẫn cho con gái gì con thấy không thương nó thôi. Dạ, đang nè. Để dẫn con Trang con Út Lùng ra cho mấy ông. Rất là đẹp 26 tuổi. Chỉ cần năm sau thôi là còn năm sau thôi giờ là để làm đám cưới của hai bên vậy nhưng mà sự việc đau lòng xảy ra thế này. Ra đây ra đi đi. Đi nè mẹ cho con ăn. Xót xa ăn gì đi 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 đại đi đi đại đi đại đi rồi mày kiếm cho đi kiếm mày về nói chung cũng có một số thông tin mà hôm nay gia đình nói vậy thì nó cũng không đúng như những gì trên mạng vậy đi con lẽ đi.